Manchester United đang đứng trước cơ hội vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng khi họ chơi trận đấu bù ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh với câu lạc bộ Burnley. Nhất là khi trên sân Turfmore là nơi đem lại rất nhiều may mắn cho Manchester United trong vài năm qua. Trận đấu giữa Burnley và Manchester United sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ 15 ngày 13 tháng 1. Phong độ 5 trận gần nhất của Burnley. Burnley đang đá không hề tệ trong thời gian gần đây, dù phong độ của họ là tương đối chập chờn. Họ thắng được đối thủ khó chơi như Wolverhampton, hòa những đội bóng đang thăng hoa như Aston Villa, nhưng lại thua trước những đội bóng đang không có được phong độ tốt là Leeds United. Nhưng 5 trận đấu liên tiếp bất bại trên sân nhà, bao gồm cả trận đấu tại Cup FA, cũng là một thống kê không thể xem thường của đội bóng này. Vấn đề lớn nhất của Burnley vào lúc này là tình hình chấn thương. Trong phòng y tế của đội bóng bây giờ, có một cầu thủ chắc chắn không thể góp mặt ở trận đấu sắp tới là Charlie Taylor. 6 cầu thủ khác thì đang gặp những vấn đề nhẹ hơn, nhưng để có thể ra sân là tương đối khó. Phong độ của MU trong 5 trận gần nhất. Manchester United thì đang chơi vô cùng ổn trong thời gian gần đây. Họ có được chiến thắng khá thực dụng trước Watford, Aston Villa và Wolverhampton khi chỉ ghi hơn đối thủ một bàn. Ngoài ra, còn có một trận hòa đáng tiếc trước Leicester City. Điều lo ngại với MU vào lúc này là bản lĩnh của đội bóng ở những trận đấu quan trọng. Các khán giả không muốn đội nhà gặp những kết quả bất lợi khi đá những trận đấu một mất một còn như trận gặp Manchester City ở Cúp Liên đoàn Anh hồi tuần trước. Nếu cải thiện được về tâm lý, MU có thể sẽ giành được vị trí đầu bảng sau trận đấu này. Phân tích kèo châu Á, nhà cái cho MU chấp 1/1/4 trong trận đấu này, kèm theo tỷ lệ ăn đủ, một kèo chấp tương đối cao khi đá sân khách. Nhưng có hai thứ đang nhiều cổ động viên có thể tin vào đội bóng của huấn luyện viên Sosa dù kèo chấp không thấp một chút nào. Thứ nhất, MU được coi là vua sân khách ở mùa giải năm nay. Điều đó đang chứng minh được ở giai đoạn đầu mùa. Và thứ hai, MU có được những kết quả khá quan trọng trong 5 chuyến làm khách gần nhất ở Turfmore. Manchester United thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận đấu này. Vì thế, việc lựa chọn MU được coi là một lựa chọn khả quan hơn. Phân tích kèo tài xỉu trận Burnley và Manchester United. Kèo tài xỉu trận này được nhà cái để ở mức 2/3/4, tài ăn 95. Tỷ lệ này có nghĩa là trận đấu cần tổng cộng 4 bàn thắng thì những người chọn kèo tài mới ăn đủ tiền. Nhưng một thống kê đáng chú ý là trong 5 chuyến làm khách tại đây, MU dù thắng trong cả 5 trận đấu đó nhưng không trận đấu nào có quá 2 bàn thắng. Vì vậy, nếu anh em nào thích những thống kê về lịch sử, việc chọn kèo xỉu sẽ là một lựa chọn hợp lý. Thêm một yếu tố nữa ủng hộ kèo xỉu ở trận đấu này chính là phong độ của MU. 4 trận đấu gần nhất, chỉ có duy nhất trận gặp Leicester City là có 4 bàn thắng, còn 4 trận đấu còn lại thì có 3 trận xỉu. Còn trận đấu với Aston Villa, dù có 3 bàn thắng được ghi nhưng cũng không giúp kèo tài có thể ăn đủ tiền. Vì vậy, việc chọn xỉu ở trận đấu này là một lựa chọn có thể mang lại tỷ lệ ăn tiền cao hơn cho các anh em. Dự đoán tỷ số trận đấu, MU thắng Burnley 2-0. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi đến cuối video. Đừng quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực ra thêm video mới. Chào thân ái và hẹn gặp lại!